Chào tất cả anh em từ miền Nam Trung Bắc, tất cả anh em đam mê câu cá. Thì hôm nay là 18 tháng 3, sếp Tuấn Kỳ CB tiếp tục gửi đến anh em một lô cần hàng kiện Nhật anh em nhé. Lô lần này anh em có thấy bao gồm là 40 con cần anh em nhé, đủ cái loại hết cho anh em tham khảo nè. Từ các dòng hai ba khúc, câu ngâm sông Hồ, dòng cần tây nè. Đấy, những dòng cần lưu rê, câu lục. Em thích cây nào cứ lô trực tiếp với shop mình anh em nhé. Qua số điện thoại 0976 977 106. Mình ship hàng tận nhà cho anh em, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Thì như thường lệ mình cũng ship vào thông số chi tiết cũng như là giá của từng cây cho anh em tham khảo. Anh em có thắc mắc gì thì cứ alo trực tiếp cho mình anh em nhé. Đấy anh em có thể thấy trên tay mình đầu tiên là một cần ba khúc chuyên dụng cho anh em câu lục, câu vạt bờ biển anh em nhé. Đây là một con cần ba khúc. Con cần này thì cần này nó có đối trọng anh em nhé. Đây, đối trọng của nó đây. Màu thì là màu đỏ đô ha. Anh em nó thích màu đỏ lấy con này hợp lý. Đây đó chồng của nó đây nè. Cần này còn khá là đẹp anh em nhé, giá cũng rất là hợp lý. Đây là một con cần sub leader anh em nhé. Sub leader thông số của nó ghi là 34m05 mấy. Đây, ba khúc anh em nhé, cho anh em câu lục ha. Bát của nó là bát Fuji nè. Fan ấy là fan của hãng anh em nhé, fan của hãng. Cái lồng sứ nó y như là Fuji xích vậy anh em, cái lồng sứ đó nó tròn mà nó bóng như màu xích vậy đó anh em. Hàng này là hàng chính hãng của thằng Birama anh em nhé. Đấy, cần còn rất là đẹp. Giá mình gửi đến anh em sẽ là 2 triệu rưỡi anh em nhé. Mức giá rất là hợp lý. Mã số 1 2 triệu rưỡi. Kế tiếp, mã số 2 thì mình gửi đến cho anh em một con cần ba khúc anh em nhé. Mã số 2 là một con cần Daiwa ba khúc. Đấy anh em có thể thấy này. Cần Daiwa fan Fuji Six, fan Gold anh em nhé. Cứng 25 dài 4m em nhé, fan Fuji Six Gold. Cần cũng còn rất là đẹp. Cho nên câu đầu cần ha, câu đầu cần chục dù rồi. Đây qua carbon wicker anh em nhé, fan Six. Con mã số 2 này sẽ có giá là 2 triệu rưỡi anh em nhé. Mã số 2 2 triệu rưỡi. Carbon fan bát Fuji hết, Fuji da băng này. Hàng zin nguyên bản em nhé. Mã số 2 2 triệu rưỡi. Kế tiếp mã số 3 mình lên cho anh em một con cần hai khúc anh em nhé. Đây là một con cần dạng lưu rê cho anh em đánh lóc đánh chẽm nè, hoặc là lưu ghềnh lưu biển. Con này thì là một dòng cần cao cấp anh em nhé, của thương hiệu cây dừa này, Flap này, nội địa Nhật nha. Con này thì 106, nó tương đương với lại là 3m2 anh em nhé, chiều dài 3m2 hai khúc. Thì nếu mà so thông số cần lua thì con này nó cứng tầm MH đó anh em, 3m2 MH ha. MH này thì đã đánh mồi từ 10g cho đến 40g thoải mái anh em. Thông số cần này cho anh em đánh lóc nháy hạt đó anh em. Fan Fuji Six nè, bát Fuji Gold. Cần thì còn rất là đẹp, mới tinh luôn ha, zin nguyên bản hết. Cần nội địa Nhật, Fan Six, fan đề ba rất to anh em nhé. Fuji Six hết ha. Đấy, u đó đó, cho anh em đánh lóc đánh chẽm hoặc là lưu ghềnh lưu biển ha.
giá nó là 2,5 triệu anh em nhé, mã số 3 2,5 triệu. Kế tiếp mã số 4. Số 4 mình gửi đến em một con cần Daiwa 3 khúc. Cần thì còn hình thức khá là đẹp anh em nhé, Daiwa lông bem cứng 30 4,5 ha. Fan cũng là fan full xích nè, fan xích. Zin nguyên bản hết, fan bass zin hết nè. Hàng từ Nhật về chưa xuống nước tại Việt Nam anh em nhé. Bass zin, fan zin, chưa đi keo hạ bass gì hết. Carbon hai da ha, carbon wicker hai da của Daiwa nè. Con này gửi đến em mức giá là 4,3 triệu anh em nhé, cho anh em đánh lục ha. 30 4,5. Kế tiếp mã số 5, mình lên cho anh em một con cần 2 khúc anh em nhé. Con này thì là một dòng cần 2 khúc. Chuyên dụng cho anh em câu sông hồ ha, câu lăng xê đồ anh em. Con này chiều dài của nó là 3,6 anh em nhé, 3,6 2 khúc. Hàng này là của thương hiệu Alpha Taco ha, hàng made in Japan. Fan là fan full xích hết ha. Đây fan xích hết đây nha. Full xích. Fan xích hết em nhé. Cần còn tương đối khá là đẹp. Fan xích, double xích luôn. Quay cho anh em xem ha. Con này thì độ cứng nó tầm cỡ 50 á nè. Nó hụt hại cũng nảy nảy nè. Con này anh em đánh lăn xê. Giá 1,4 triệu anh em nhé, mã số 5 1,4 triệu. Kế tiếp mã số 6, lên cho anh em một con cần khủng cho anh em câu biển ha. Con cần này là con cần cho linh anh em nhé, ruby cho linh. Con này chiều dài nó là 2,4 m, fan là fan xích hết anh em nhé, fan xích hết nè. Fan khủng lắm em, fan xích cầu bu rồng rọc anh em nhé. Đấy. Dạng này là dạng cắm gốc anh em nhé, thương hiệu Ruby ha, cần cho linh. Con này gửi đến em mức giá 1,7 triệu anh em nhé, 1,7 triệu mã số 6. Mã số 7 lên cho anh em một con cần sub Ruby ha, sub Ruby 34,2 m anh em nhé, 34,2 m cần sub của thương hiệu Ruby anh em nhé. Cần hình thức này anh em có đánh giá nè, ngoài được cái đốt gốc nó cũng có xước dâm anh em nhé. Đây ba mươi bốn mét hai ha, cho anh em câu lục cái liều carbon anh em nhé. Đây có xước sát nè, anh em nhìn giúp mình nhé. Đấy, bên trong nó carbon xoắn. Thì con này mình gửi đến em mức giá là 1,000,000 anh em nhé. Mã số 7 giá 1,000,000. Kế tiếp mã số 8 gửi đến em một con cần sub của thương hiệu Shimano, một dòng sub leader 425 CXT anh em nhé. Đây là dòng sub Shimano hai da nè. Bass Fuji da băng anh em nhé. Fan là fan Fuji 6 ha. Thì cái dòng này zin nguyên bản của nó là như vậy anh em. Fan trên là fan ca. Còn cái đề ba nó là fan full xích gập nè. Zin nguyên bản của nó là vậy. Fan xích hết em nhé. Đầu bu là full xích chống xoắn nè. Fan này fan xích, fan ca hết nè. Đây ngọn nó xoắn cuộn hết nè, gân guốc nè. Có định vị fan em nhé. Đây hàng cao cấp có định vị hết. Đấy. Xoắn tít hết. Hai da anh em nhé, carbon hai da rất là đẹp luôn, con này ra nắng đánh đẹp lắm. Đây nó định vị những cái fan trên này nè, đấy định vị fan trên này nè anh em, hầu như tất cả các fan nó đều cố định lại hết luôn. Để mình xem 1 2, ừ đúng rồi anh em, nó định vị đến 4 fan luôn, hết con cần luôn. Còn những cái fan kia là cố định. Cần còn rất là mới anh em nhé, bên trong mới tinh. Con này gửi đến em mức giá là 3,4 triệu ha. Mã số 8 3,4 triệu một con Speeder 425 CXT anh em nhé. Hàng này là hàng bán nội địa tại Nhật anh em nhé. Mua cửa hàng về anh em, còn rất đẹp. Kế tiếp mã số 9. Số 9 lên cho anh em một con Speeder 425 CXT nữa.
Thì cái con lúc nãy là Made in China xuất Nhật anh em nhé. Còn con này là Made in Indonesia nè. Dòng này thì nó cao cấp hơn tí xíu anh em. Speeder này là dòng Speeder phân trắng nè. Con này bên trong đẹp. Bên ngoài thì cái phần trên này nó đẹp nè. Đấy, quay cho anh em xem nè. Phần trên này đẹp ha. Cái đốt góc ở dưới này á, tại vì bên Nhật họ câu bạc vào biển anh em. Dưới đít góc này nó có cái vết xước 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 lông nè. Đấy, quay kỹ cho anh em xem ha. Do họ để cái cần lên cái gác cần á, nó bị xước nè. Đấy, dăm dăm quẹt quẹt mấy đường anh em nhé. Lưu ý giúp mình ha. 4m25 cm. Phen Silvex da băng này. Phen là phen Fuji, dòng phen sứ trắng anh em nhé. Phen cao cấp. Đây, zin nguyên bản hết. Ngọn zin anh em nhé. Chuẩn zin không hao hụt gì hết. Đấy, anh em có thấy nè. Bên trong thì nó còn khá là đẹp đấy anh em. Cần này nói chung là còn đẹp, nó chỉ bị xước dăm bên ngoài thôi. Đấy, bên trong thôi. Anh em có thấy nè. Cái vết mà cận góc thì cũng có quẹt quẹt mấy đường nè. Đấy. Xích hết em nha. Phanh xích, dòng phanh trắng nè. Con này gửi đến em mức giá là 5 triệu rưỡi anh em nha. Mã số 9 5 triệu rưỡi. Speeder 425 cm ha. Cái tiếp mã số 10 lên cho anh em một con cần máy ngang dây trong ha. Đây là một dòng Shimano cọc ti dông bo cạp anh em nhé. Con này nội địa Nhật. Thì đây là một dòng cần cắm gốc, cần lua máy ngang nhưng mà cắm gốc dây trong ha. Đây mình rút ra cho anh em xem. Con này rút được anh em nhé. Đây, nó rút như này nè. Thì lồng sứ là lồng sứ full xích hết ha, lồng sứ xích hết anh em nhé. À, cái lồng sứ ra dây này nó bị xước cái hành bên ngoài để có thể quay. Cái lồng sứ này thì hai nó cũng dễ anh em, khự ra hai vào. Con này mình bán rẻ tí cho anh em nữa đi. Con này mình để cho anh em giá 600k thôi. Cái lồng sứ này nó bị xước mép bên ngoài miếng nè. Đấy. Con này mời về cho anh em lấy phôi lên phen hay là gì ha. Bán rẻ cho anh em ha. Thì đây là Shimano cọc ti dông bò cạp của Nhật anh em nhé. Chiều dài nó là 2 mét. Da băng này. Nó lùa là 10 đến 28 gram anh em nhé. 8 đến 16 phao anh em nhé. Chưa có xì ba gì hết. Thì cái này anh em vệ sinh nó ra ha. Cái này nó bám bẩn thôi. Cái mút của nó màu xanh ấy. Phôi thì còn ok anh em nhé. Đây phôi của nó đây nha. Con này 1m98 2m đấy nè. Đấy. Cái này mình để cho anh em giá 600k anh em nhé. Giá rẻ cho anh em ha, về có lên fan câu cá lóc thì lên anh em nhé. 600k. Dài nó tầm mét 9 mét 9 mấy anh em. Kế tiếp mã 11 mình lên cho anh em một con cần lua Kenrad một khúc anh em nhé. Kenrad này là một dòng Ken Tournament dòng pro ha. Con này thông số của nó là 1m8 ha. Nó lua là 3.8 đến 3.4 OZ anh em nhé. Con này nó lua 7 đến 21 gram, độ cứng là M. Lai của nó là 10 đến 20 phao ha. Cần cũng khá là cứng. Cho anh em đánh lua nháy hạt cũng được. Con này thì cứng M anh em nhé. Độ cứng cũng đủ dùng cho anh em lóc đánh chẽm ha. Phen Fuji Gold hết em nhé. Cần thì còn cũng khá là đẹp. Cái ngọn nó cái màu Fuji Gold này nó bị bay màu này nè. Bay màu hay là nó bám bụi mình cũng. Con này nhìn nó bay màu anh em ạ. Fuji Gold hết em nhé.
Con này sẽ có giá là 1 triệu 2 anh em nhé. Mã 11 1 triệu 2. Kế tiếp 12 lên cho anh em một con cần lua, một khúc nữa. Con này cũng là hàng cao cấp luôn, của thương hiệu Olympic. Phân xích anh em nhé. Mấy con này thời điểm nó bán mới cũng mắc lắm anh em. Con này 1m8 anh em nhé. Made in Korea, xuất Nhật anh em nhé. Con này độ cứng là M. Thì con này nó tải mồi là từ 7 cho đến 20 gram anh em nhé. Phanh full xích hết. Lô máy đứng 1m8, độ cứng là M. Phanh xích hết à. Cần zin nguyên bản còn đẹp anh em nhé. Cho anh em đánh lóc đánh chẽm ha. Giá 800k, mã 12. Thế tiếp 13. Tương tự một con cần một khúc, thương hiệu Daiko. Con này Daiko anh em nhé. Daiko là của Nhật, người đi Nhật. Con này chiều dài của nó sẽ là 1m75 ha. Made in Japan nè. Đồ cứng là ML. Phanh Fuji Six Gon anh em nhé. Fuji Six chân Gon ha. Con này thì mình gửi đến em giá 800k, giá rẻ luôn em nhé. 800k, mã số 13. Kế tiếp 14, mình lên cho anh em một con cần lua 2 khúc ha. 14 này là một con cần lua 2 khúc. Con này thì chiều dài của nó sẽ là 2,5 m anh em nhé. Chiều dài 2,5 m. Con này thì cho anh em lua cá lóc cá chẽm mà câu địa hình trống hoặc là câu tráp câu đồng đồ anh em. Đánh địa hình không có cây cối nhiều. Thì cái con này nguyên bản của nó sản xuất ra nó để nó câu mực anh em, bên Nhật ấy, họ dùng để câu mực nè, thông số EGI nè anh em có thấy nè. Đánh dây 2.5 đến 4 rồi. Phiên bát Fuji ha anh em nha. Nếu mà so với độ cứng cần lua con này nó tầm cỡ ML ha. ML của mình ấy. Đánh lóc đánh chẽm thì cảm giác là ok anh em nhé. Không cây cối nhiều, anh em lấy con này kéo cá hoặc là những em câu không có cá to, câu cá bé không thì lấy con này hợp lý lắm nha. Giá 900k anh em. Mã 14. 15 lên cho anh em một con cần lua 2 khúc. Con này thì chất liệu carbon phiên bát Fuji anh em nhé. Dòng này bán nhiều lắm anh. 2,4 m nè, 8 feet ha, 950k, cần còn rất đẹp. Phiên bát Fuji hết em nhé. Đầu bộ Fuji Six nè. Con này độ cứng tầm ML ha, cho nên lóc chẽm. Không quá cứng anh em nhé, vừa. Kế tiếp, mã số 16 lên cho anh em một con cần lua hệ máy đứng ha. Con này là một con cần lua của thương hiệu Daiwa anh em nhé. Nó làm cái kiểu giống như con cần Daiwa Mowaham vậy anh em. Con này thì thông số của nó ghi sẽ là 9 feet anh em nhé, 2,7 m. Độ cứng sẽ là ML. Thông số nó ghi nè, 7 lua là 7 đến 35 gram ha, line là 8 đến 16 phao anh em nhé. Thì dòng này là dòng cao cấp ha, made in Việt Nam. Nó bán bên thị trường Nhật đó anh em, nó sản xuất tại nhà máy Daiwa Đà Nẵng. Con này giá mới nó bán ở bên cạnh tính ra tiền Việt thì nó cũng phải tầm 7 triệu anh em. Nhưng nó có bán trên eBay nữa. Ở Việt Nam mình thì cái dòng này nó không có bán mới anh em nha. Fan của nó là fan full xích hết à, fan xích ha, đầu bộ full xích chống xoắn ha. Dòng này dòng cao cấp của Daiwa. Rất là đẹp anh em nhé. Chiều dài 2,7 m, cứng ML ha. Giá mình gửi đến em là 2 triệu 2 anh em nhé, 1 phần 3 giá mới. Cần còn khá đẹp. Kế tiếp mã số 17 gửi đến em một con cần 2 khúc anh em nhé. Con cần lua hại của thương hiệu Kenrad nè. Fan Fuji Six ha, Fan Six Bass Fuji tem vàng nè, chất liệu carbon anh em nhé. Đây là một dòng Kenrad by Speed. Con này nó là 2,7 m anh em nhé. Line 8 đến 14 phao. Lua là 7 đến 18 gram. Full xích hết đây nha.
Đậu bụ phui xích chống xoắn ha. Con này dạng dẻo ha. Tầm ML. Nên đánh cảm giác 2m7 nè. Giá 900k. Giá rẻ luôn cho anh em chơi ha. 17 900k. 18 lên cho anh em một con cần lua 2 khúc anh em nhé. Đây là một con cần Daiwa. Dòng Daiwa cần lua anh em nhé. Daiwa này là dòng Daiwa Phantom 2 khúc. Chiều dài nó sẽ là 2m7. Cho anh em đánh lóc đánh chẽm ha. Lua từ 5 đến 21 gram, line 6 đến 12 phao, made in Korea xuất Nhật, giá 1 triệu rưỡi nha em nhé. Cần còn rất là đẹp, còn cả bao zin của cần. Đầu bu full xích nè. Cho anh em đánh lóc đánh chẽm anh em nhé. Đề ba nó là ba chân, Fuji ba chân. 1 triệu rưỡi, cần rất đẹp. Kế tiếp, mã số 19 lên cho anh em một con cần hai khúc hai đọt câu bè anh em nhé, anh em hỏi nhiều lắm nè, câu bè câu tôm con này còn rất là đẹp luôn. Carbon giả trúc nhật nha, cái màu trúc nhật nè. Smart tie anh em nhé, 2m1 hai đọt ha, một đọt 10 và đọt 15, hai đọt anh em nhé. Fan bass đương nhiên là Fuji hết, fan bass Fuji hết em nhé. Giá 700k đi nhé, mã 19 20. Tiếp tục câu bè hai đọt nữa nè. Con này thương hiệu Suzumi anh em nhé. 1m8. Cứng là 15 20 anh em nhé. Đây hai đọt, cứng 15 20. 1m8 giá 550k. Kế tiếp. Mã số 21. Tiếp tục một con cần câu bè nữa, con này 2m1 anh em nhé, chất liệu carbon, fan bass Fuji da băng hết, made in Korea xuất Nhật. Con này 2m1, độ cứng là 20. Cho anh em câu bè câu tôm ha, câu dìa giò các bè đều đó anh em, mùa câu tôm giờ đến đây, 500k anh em nhé. Mở số 21. Kế tiếp 22, mình lên cho anh em một con cần câu bè, con này cần hệ anh em nhé, của thương hiệu Shimano nè. 2m1 anh em nhé, Shimano. Cái đọt con này thì nó sơn phản quang màu đỏ ha. Anh em nào không thích bóc ra giúp mình ha. Ngọn thì nó zin nguyên bản hết. Đây anh em có thấy nè. Đây, hai đốt bằng nhau đây. Góc nè. Ngọn không hụt anh em nhé, zin. Là bộ zin của nó luôn, nó sơn dạ quang, có thể nó câu ban đêm á, em nào không hết bóc ra, cái này dễ bóc lắm. Con này giá 800k anh em nhé, giá rất là hợp lý luôn. Con này thì nó đắt nhưng mà nó sơn cái ngọn, mình để giá nó hợp lý tí cho anh em ha. 22 800k. Kế tiếp 23 lên cho anh em một con Alpha Tackle câu bè anh em nhé, chất liệu carbon, tiếp tục fan bass Fuji da băng hết, Fuji ra băng hết em nhé. Con này độ cứng của nó sẽ là tầm 15 anh em nhé, 2m1 giá 600k. Cần còn cũng khá là đẹp, Alpha tắc cột. Kế tiếp mã số 24 lên cho anh em một con cần câu bè, tiếp tục câu bè câu thuyền này kia rồi nè, kẹt bè ha. Phần này thì cứng, dài 1m8 anh em nhé, độ cứng tầm 80 cho đến 150 anh em, 60 80 và đọt tầm 120 đến 150 nè, có đọt cứng ha, đọt cứng đọt mềm. 800k fan bass Fuji hết anh em nhé. Mã 24. Kế tiếp 25 lên cho anh em một con cần 3 khúc, cho anh em câu cá tra câu lăn xê nè, chất liệu carbon ha, fan bass Fuji hết, cần còn khá đẹp. Cứng 50 3m3 anh em nhé. 50 3m3. Giá con này sẽ là 1 triệu anh em nhé. Mã số 25 1 triệu. 26 lên cho anh em một con cần câu biển anh em nhé. Đây, cần rất là chắc. Thương hiệu Ryobi ha, độ cứng khủng 300 và 2m1 anh em nhé. Giá 1 triệu 8 anh em nhé, giá rất là hợp lý. Fan Fuji biển nè. Cần cắm gốc ha. Carbon hay da hết luôn nè, caro. Fan là fan đầu bộ full xích luôn nè anh em, full xích cứng nha nha, đến 300 này. Giá 1 triệu 8 rất là hợp lý. Mà số 26. Kế tiếp
27 mình lên cho anh em một con cần hai khúc, hai khúc hai đọt anh em nhé. Chất liệu carbon hay da nè, chiều dài con này sẽ là 2m4, cứng 30 50 50 80 anh em nhé. Fan bát Fuji hết, carbon hay da vân ít nè. Con này giá 1 triệu anh em nhé. Con này là Big Feather 2m4 ha. Cho anh em câu cá tra, câu lăn xê, zin nguyên bản hết, fan bát Fuji. Giá 1 triệu, mã số 27. 28 lên cho anh em một con cần câu bè hai khúc hai đọt ha, san hòa 1m65. 1m65 anh em nhé. Cứng 80, 120, 130 đến 150 ha. Fan bát Fuji hết. Con này giá 900k anh em nhé. Cần cũng còn khá đẹp ha. Cứng đấy anh em. Con này đọt khủng quá anh em. 80, 120, 130 đến 150 ha. Kế tiếp mã 29 lên cho anh em một con cần hai khúc Shimano. Con này câu bè nữa anh em nhé. 1m8 nè. Lau chùi lại là đẹp anh em. Này nó bị bám bụi. Carbon hay da vân ít ha. Cần hại của Shimano nè. Fan bát Fuji hết, hay da 1m8, cứng thì tầm cỡ 80 anh em nhé. Cứng tầm 80, câu bè. Giá 1 triệu anh em nhé, mã số 29, tem vàng nội địa Nhật nè. Con này lau lại đẹp anh em nhé, nó bị bám bụi. Kế tiếp 30 lên cho anh em một con cần hai khúc câu bè nữa. Con này 2m1 anh em nhé. Con này cũng khủng, fan bát Fuji hết, cần đẹp. Cứng 80 và 120 nè, giá 900k, hãng Ryobi ha. Fan bát Fuji hết em nhé. Cần còn khá đẹp. Chất liệu carbon em nhé, 30 900k. 31 lên cho anh em một con cần hai khúc. Con này thì fan Fuji, bát Fuji màu xanh em nhé. Đây nó quấn chỉ nè. Zin nguyên bản hết ha, fan bát Fuji. Con này là của thương hiệu Ryobi anh em nhé, Ryobi 50 và 2m7, Made in Malaysia xuất Nhật ha. Con này cho anh em câu lăn xê, câu sông này kia rồi anh em nhé. Con này hề dẻo nè, 600k anh em nhé, giá rẻ cho anh em chơi, 31 600k. 32 lên cho anh em con cần con này là con cần ba khúc anh em nhé. Con này là con cần Olympic anh em nhé. Thì đây là một dòng cần chất liệu thì carbon, nó có pha tỷ lệ fib trong này anh em nhé. Cái dạng như có fib có carbon lộn xộn trong này này, có tỷ lệ chia nhau đây. Chất liệu carbon đây, Olympic. Phen là phen khui sứ và quang ha, khui sứ và quang. Bát là bát Fuji, tem vàng anh em nhé. Vui sứ và quang hết. Con này thì con Olympic này thì nó sẽ có chiều dài là 13 feet 3 mét 9 em nhé. Cho anh em bạc bãi hoặc là anh em tập câu lục nè. Fuji sứ và quang hết, cần còn đẹp. Thương hiệu Olympic ha. Cán gỗ. Giá là 600k anh em nhé. 600k mã số 32. Mình có một cặp nè. Con này cũng 3 mét 9 luôn. Con này thì thương hiệu Ryobi ha, cũng 39. 600k luôn, phui sứ và quang. Đấy. Bro Sky anh em nhé, 39 Ryobi. Cần còn khá đẹp. Tem vàng nội địa ha, cán gỗ. 600k mã số 33. 34 lên cho anh em một con cần hai khúc hai đọt anh em nhé. Con này 2m4. Chất liệu graphic nè. Fan Fuji, bát Fuji tem vàng ha. Con này cứng anh em nhé. Một đọt tầm 60 80 và đọt 120 đến 150, đọt này cứng này. Cho anh em câu cá tra, câu bè, câu lăn xê ha, giá 600k. Mã số 34. Con này nó có cái bát phụ ha, anh em không thích thì bóc ra. Này dễ lắm anh em. Kế tiếp 35.
35 mình lên cho anh em một con cần 2 khúc anh em nhé. Con này fan full xích nòng súng này, chất liệu carbon ha. Bát là bát Fuji luôn, cần còn khá đẹp. Con này hụt hay dẻo ha, cho anh em câu bà anh em nhé. Fan khủng lắm anh em. Bu full xích nè. Full xích nòng súng anh em nhé. Con này thì gửi đến em mức giá 900k, giá rẻ bằng tiền bộ fan full xích nè. Mã số 35. À hôm số mình quên đọc cho anh em. 30 2,4 anh em nhé. 36 lên cho anh em một con cần 2 khúc. Chất liệu carbon. Fan bát Fuji hết anh em nhé. Fan Fuji xứ Dầu Quang, bát Fuji. Đây là thương hiệu Alpha Tackle anh em nhé. Chất liệu carbon này, cứng 30 và 2,1. 900k anh em nhé. Cần máy tinh rất đẹp. Cho anh em câu cá tra, câu lăn xê nè. Alpha Tackle ha, 900k mã số 36. 37 mình lên cho anh em một con cần Daiwa Hauler anh em nhé, 2 khúc, chất liệu carbon. Con này carbon hai da nè, đấy. Carbon Wicker, tem vàng nội địa ha, Fuji, fan Fuji, chiều dài 2,4 m. Độ cứng con này là 80 anh em nhé, cho anh em câu cá tra, câu lăn xê. 60 đến 80. Fan Fuji anh em nhé. Giá 1 triệu, mã số 37. Kế tiếp 38 mình lên cho anh em một con cần dây trong 3 khúc ha. Đây, 38 cần dây trong 3 khúc. Bass Fuji. Lồng sứ ga dây là Fuji Six nè, Fuji nè. Six nè anh em nhé. Con này cứng 80 và 3,3 m ha. Super Premium Power Big. Giá 500k giá rẻ cho anh em về ha, câu dây trong hoặc là lên phen câu lùa. 80 cũng cứng nè, 3,3 m, giá 500k, 38. Cần còn đẹp anh em nhé, thương hiệu Sanwa nè. Kế tiếp 39 lên cho anh em một con cần tay Daiwa anh em nhé. Cần tay Daiwa 9,7 m nè. Con này nó còn một cái góc dài nữa anh em, nhưng mà nó mất cái góc dài. Giờ nó còn cái góc zoom ngắn không anh em. Carbon Wicker anh em nhé, đây qua con này mình bán nhiều lắm, thì con này mình bán rẻ cho anh em ha, nó mất cái góc kia, mất góc dài, mình bán giá 1,2 triệu anh em nhé. Thì nó cũng đơn giản, nó có một cái góc dài nè, góc dài của nó là 11 m, 11 hoặc là 12, 9,7 m này chắc là 12 m đó. Đấy, thu gọn lại 9,7 m nè. Đấy, rút ra. Đây, anh em nhìn màu biết đây qua ha. Nút zin của nó. Ngọn là ngọn zin nguyên bản em nhé. Cần zin hết nhưng mà nó bị mất cái đốt góc dài. Hay nó về nó lạc đâu mình chưa tìm ra. Ngọn nó chống xoắn luôn em nhé. Đấy, quay cần cho anh em xem ngọn chống xoắn luôn. Con này ngọn nó đạt 3,5 h anh em nhé. Xoắn cuộn hết bên trong mà. Tầm 3,5-4 h. Các con xoắn hết em nhé. Bán giá rẻ cho anh em 1 triệu 2 thôi. Zin nguyên bản hết em nhé. Đấy. Bên trong cũng còn đẹp mới tinh à. Giá 1 triệu 2. Mã số 39 cuối cùng, mã 40 là con cần tay Shimano, con này cần tay zoom, con này có cả bao anh em nhé. Đấy cái bao này của nó nè. Con này thì Shimano zoom 9 m ra 9,5 m, nhưng mà nó bị vấn đề, nó bị kẹt lóng anh em, nó bị nứt một cái lóng gần giữa bên trong, gần đốt góc chứ. Thì mình đã đưa thợ xử lý rồi ha, cho nên con này mình bán rẻ. Con này nếu mà zin nguyên bản thì giá nó phải 3 triệu rưỡi 4 triệu luôn em. Cần này nó đắt. Con này mình bán 2 triệu anh em nhé. Nút zin nguyên bản của nó luôn nè. Carbon. Nó zin hết không bị vấn đề hết, nhưng mà một cái đó lóng gần góc đó, nó bị thụt ra thụt vào, nó bị xước cái phôi, thì mình đã cắt bỏ một khúc rồi anh em nhé.
Đấy, ngọn riêng của nó cứng 4H. Bon xoắn anh em nha. Quấn đầu lóng hết luôn. Đấy, cái đốt này anh em nhé, đốt gần đốt góc nè. Nó bị xước một, nói chung dùng bình thường anh. Đấy, cái lóc này, cái lóng thu gọn này nó ngắn hơn cái hàng kia thôi. Ví dụ như bình thường cái hàng này nó 1 mét thì nó còn tầm cỡ 6 tấc. Đấy, nó ngắn hơn 4 tấc thôi. Dùng bình thường không có ảnh hưởng gì hết em nhé. Đây, phần góc thì bình thường. Chỉ có cái đốt này. Đấy, cái đốt này anh em coi thấy nha. Từ đó lên đó đó. Thì cái lúc mà nguyên bản của nó này, nó có một cái phần ở đây. Ví dụ trên cái phôi nó mình nói đi, rút ra rút vào, nó bị xước ở đây mà xước ở bên trong đó nè. Thì mình cắt bỏ một khúc này ha. Cắt bỏ một khúc thì mình thụt cái lóng này vào trong á, đưa hợ xử lý thụt cái lóng vào trong, câu dùng bình thường anh em. Nhưng mà cái chỗ này khi mà anh em thụt ra thì nó đến đây là hết rồi, không thụt được nữa ha. Thì nó ngắn hơn những cái đốt khác tầm. Nói chung cái này mình nói anh em để ý thôi chứ mà câu ra nó cũng y vậy à. Tại mình rút ra mình thấy nó cũng y vậy anh em. Nó không có hụt nhiều. Thì con này mình bán giá là 2 triệu anh em nhé. Mã số 40 2 triệu. Tổng quan sơ lược giới thiệu đến anh em 40 con cần anh em nhé. Hết con nào cứ lô trực tiếp với shop mình. Rồi, chào toàn thể anh em.